Chào các bạn. Để làm nem bì thì mình dùng 1 kg bao gồm thịt và da heo. Phần thịt là 650 g. Các bạn dùng thịt khác cũng được nữa. 350 g da heo. Thì cả da và thịt đó mình đã cạo rửa thật sạch rồi mình để ráo nè. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha. Đầu tiên thì mình sẽ ướp phần thịt heo. Mình cho vào đây là 2 muỗng canh đường. Rồi nước mắm mình dùng là 2 muỗng canh luôn ha. Đây là 2 muỗng cà phê hạt nêm, rồi tỏi và hành tím băm, mỗi thứ mình dùng 1 muỗng. Mình cho vào mình ướp thịt cho nó thơm, rồi mình trộn đều lên. Trộn với gia vị xong nè, thì mình sẽ ướp thịt khoảng 20 phút. Trong thời gian đó đó thì mình sẽ đi luộc cái phần da heo. Nước sôi lên mình cho vào nồi một ít muối. Rồi mình cho da heo vào mình luộc nha. Mình luộc khoảng 15 phút. Để cho da heo nó chín mềm á thì mình vớt ra nha. Đây, sau khi thịt heo ướp được 20 phút thì mình sẽ đem đi khìa lên. Trong chảo mình có một ít dầu ăn, mình cho thịt vào mình khìa. Mình vớt thịt mình cho vào trước nha, còn cái phần nước ướp á xíu mình cho vào sau. Áp chảo cho cái phần thịt nó thơm, nó săn lại như vậy nè các bạn. Thì bây giờ mình cho cái phần nước ướp thịt vào nha. Rồi mình dùng thêm nửa chén nước. Mình cho vào thau để mình chán hết cái phần gia vị ha. Khìa thịt mình để lửa nhỏ thôi các bạn nha. Mình khìa thịt cho nó chín nó thơm như vậy là được rồi nè. Bây giờ mình gấp ra. Để cho nó nguội bớt thì mình cắt nó. Mình lạng bỏ hết cái mỡ trong da heo. Để mình ăn nó không có bị ngán. Mà mình cắt sợi nó cũng dễ nữa. Bỏ mỡ xong thì tiếp tục mình nghiêng cái dao. Mình lạng da như vậy nè. Đó, lạng mỏng mỏng nhưng mà các bạn đừng cắt đứt nha. Lạng xong mình ướp miếng da heo lại mình cắt nó. Do mình lạng mặt trên rồi đó, cho nên ướp xuống mình cắt như vậy nè. Thì cái sợi nó rất là nhỏ. Xong cái phần gia vị rồi, bây giờ mình sẽ đi cắt thịt luôn. Cái phần thịt heo thì mình cũng cắt nhỏ ra luôn. Cái chảo khìa thịt nó còn gia vị nè, thì mình sẽ cho da heo và thịt heo vào đây để mình trộn luôn. Bây giờ mình bật bếp lên, mình để lửa nhỏ mình xào tầm 5 phút để cho phần da heo nó ra nhựa.
xào cho da heo nó nóng nó ra nhựa, để nó tạo sự kết dính đó. Xào được khoảng 5 phút thì mình cho vào đây một muỗng cà phê tiêu. Tiêu trước khi đâm ra mình có rang lên cho nó thơm á. Giờ mình đảo đều lên rồi mình tắt bếp luôn. Chảo bì vừa nhắc xuống thì mình sẽ cho vào đây là 2 muỗng canh thín gạo, 2 muỗng hơi vuông như vậy ha. Rưới vào mình trộn đều lên. Trộn thính xong thì mình sẽ đi gói bì. Mình có chuẩn bị thêm tỏi cắt lát, ớt, rồi lá rau găm. Cái này các bạn không có cũng được nha, có thì nó sẽ thơm hơn thôi. Đây cái miếng mỏng bọc thực phẩm, mình sẽ cho ớt nè, tỏi vào rau găm lên. Xong mình múc bì vào mình gói. Cái này gói nhỏ hay lớn tùy thích các bạn nha. Rồi mình túm cho nó chặt chặt lại. Và ngoài cái màng bọc thực phẩm này ra thì các bạn có thể dùng những cái bọc nhỏ nhỏ mà để đựng sinh tố đó, hoặc lá chuối để mình gói bì cũng được nha. Đó, mình túm cho nó chặt nó vuông lại như vậy nè. Mình dùng thêm miếng màng bọc nữa để mình quấn cho cái cục nem này nó dễ hơn ha. Để gói bì thành những cái đòn bự hơn á thì mình dùng cái bọc, cỡ cái bọc đựng đường đó, mình cho bì vào mình gói thôi. Bì gói xong thì mình để tầm 5-6 tiếng để cho nó cứng dẻ lại là mình ăn được ha. Bì mình để cho nó đông nó dẻ lại như vậy nè, thì mình cắt ra mình ăn. Cái này mình chưa để tủ lạnh nha. Mình ăn kèm với muối tiêu chanh. Mình bẻ miếng nem bì ra nè, nó dẻo dẻo mềm mềm. Các bạn muốn ăn dẻo nhiều á thì các bạn dùng da nhiều ha. Nem bì vừa ăn ngon và lạ miệng lắm các bạn. Ăn nó cũng gần giống như giò thủ vậy đó. Được cái nó mềm, nó có thính, nó thơm hơn. Bảo quản thì gói xong á, các bạn cắt vào tủ lạnh, mình để ăn dần giống như giò chả vậy đó. Đến đây thì cái món nem bì của mình đã làm xong. Thì mình mời các bạn bấm vào cái nút đăng ký để theo dõi được những video mới nhất của kênh. Cuối lời thì mình xin cảm ơn. Mình chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau nhé.